我们把它反过来，水都不会流出来。我再来装个 nước 呀。这个盖子的密封性。khí là cái nắp của nó làm kín lắm, không có không khí mà là nước nó không chảy được ra. 那么一般我们家里的壶呢，回家都要绑一根绳子，比较安全一点啊。这把壶不绑绳子。Ở nhà ấy thì ai cũng còn cái dây nữa đúng không? Sợ cái này rơi ra nó bể mà. Nhưng mà cái này thì không cần thiết, 90 độ rót nước bình thường. 直接可以倒到90度, 盖子不会掉。90độ rót nước bình thường. 工艺做得好就可以达到这样的水准。关于能来说呢，关于谁达到这个效果呢？各位家里的壶千万不要90度。Thì mình về nhà, cái ấm ở nhà của mình ấy đừng có thử 90 độ nhé. 那么紫砂壶的特点，它是越用越光，越用越亮的。关于cái ấm của sao đặc biệt cái càng xài cái lớp ngoài nó càng bóng, bởi vì mình có uống thừa những cái nước trà mình có thể dội lên để dưỡng ấm ấy, càng xài ngoài là càng bóng. 对，回家当你要喝茶的时候呢，不用杯子，可以你自己一个人喝。cái này thì cái này là thiết kế là một người uống thôi. năm chín bảy đấu thầu bán cái 680.000 là cái ấm này đấy.Cái mô hình của nó giống cái ống này này. Cái này là học sinh của nó làm, cái kia là trưng bày có kinh rồi. OK, 今天我送了三个小杯子给各位回去品尝。bình thường là một người xài thôi, hôm nay thì có mua cái ống này thì sẽ tặng cho ba cái ly cũng được. 好，那么接下来我们看看这个成套。cái này là một cái thôi, chứ mà mình còn có tham quan mấy bộ, bây giờ cho mình coi cả bộ đây. 这一套有杯子有碟子。cái này là có 4 cái ly và 4 cái đĩa. 这个盖子上面有一条金鱼，代表年年有余。trên này thì cái bộ ấm này là vào ngày Tết bán chạy lắm. Ở trên này là con cá thì Việt Nam cũng phát âm là ngư đúng không? Dư phát âm giống dư, ý là năm nào cũng dư, dư ăn dư mặc đấy. Bởi vì lúc ngày Tết ngày lễ người ta hay sắm con cá cái gì đấy, sắm những tranh hình con cá đấy. Vì sao sắm? Bởi vì nó phát âm là ngư, dư.dư ăn dư mặc năm nào cũng dư. OK, 好，我们看这个壶它的出水，它的收水也很干净，开关按住金鱼的嘴巴，rót nước thu nước cũng được và cái phanh tay của nó miệng con cá ấy, 它就不出水了，nắp của nó cũng làm được kín lắm. 倒茶同样90度盖子，cái này chứ nước rót nước cũng được. 那么这一套放在家里面可以装饰，可以招待亲朋。cái này thì có thể trưng cũng được là bình thường em thì đó. cái này nó có nổi trong nước không? Nó thiết kế không theo cái kiểu đấy, bởi vì cái này nó bên có hoa sen là bên cái cá nó không cân bằng. cái kia thế này, cái kia mới có tên đấy, cái này là tên khác. 好，我们接下来看一套很漂亮的黄金沙。tiếp xuống thì cho mình coi hai cái này là màu xanh và tiếp xuống cho mình coi cái bộ này màu vàng.刚刚我颁发的那个金牌就是用这个黄金沙做的。关于lúc ấy tặng cho chú cái ấm nhỏ nhất đấy là cái chất liệu của nó là màu vàng đấy. 对。nhất không? 这把壶的设计很特别，很巧妙。lưu ý nhá, cái ấm này nó thiết kế rất là hay. 我们来看，它一般回家这样倒茶，它倒不出来的。đầy nước rồi nhá, nhưng mà không rót được nước ra đâu. 它一定要找到它的杯子才可以。phải tới được cái ly của nó thì mới rót được nước ra.还要敲两下，gõ hai tiếng. OK, one, two, gõ hai tiếng. Thế thì ví dụ mua về thì đề nghị gõ nhẹ nhẹ thôi nhé, không ba ngày sau gõ vẽ hết là không rót được nước rồi nhé. Quay một cái bát tử. Cái ly này không phải cái bộ của nó là không rót được. 他说不是一家人，不认识，không phải là cả bộ, thì không rót được. Why?OK, Why? 哈，告诉各位哦，开关在我手指头这里。Thật ra là cái phanh tay ấy thì người ta làm ở đây. Thế ý là nói cho mình biết ấy, làm cái nghề gì cũng có cái giỏi của cái nghề đấy. Làm cái ấm trà rất là đơn giản thôi, cũng phải suy nghĩ bằng đầu óc. Thì đúng không? Múa sụ. Có thể nói là cái ấm này là biểu diễn được ảo thuật. Đây, bây giờ lấy mình xem cái này là ảo thuật. Có thể tiếp xuống này cho mình coi nghệ thuật này. 好，那么接下来请各位欣赏到现在很美很特别的一套作品。bây giờ cho mình coi cái này là thừa chính nghệ thuật đây. Mấy cái bộ vàng ấy có thể nói là biểu diễn là ảo, cái này là nghệ thuật đây. Lúc ấy coi thấy cái bộ thờ tranh ở ngoài chưa? Cái bộ này tạo hình rất đặc biệt, nó giống cái gì? Trước khi thì mình xem cái ấm này thì cái hình của nó giống cái gì trước, trong đoàn đoán thử xem. Con vịt.
dầu gì, dầu ớ. Ờ, dầu gì. No. Nó nóng à? Bị các gì vậy? Cái cây, some kind of fruit. Bí, cái bí, cái bí, cái bầu. Không đúng, còn ai nữa? Nó con swan. Cái hình nó giống cái gì? Swan, swan, swan. Thiên nga. Thiên nga. Có giống cái ủi không? Ờ, có giống cái đèn thần không? Thần đồ. À, thực ra nó giống như cây trên một lá. Thật ra là cái hình của nó một tờ lá. Leaf. Một tờ lá. Leaf. OK. 一般的壶都有壶嘴, 这把壶看不到壶嘴. Và thì cái ấm là cái bí mà mày ở đây nhiều ấm lắm, cái nào cũng có cái vòi này. Nhưng mà cái ấm này đặc biệt lắm, không có. Ừ. 那么他的创作设计者就是今年 87岁 我们的蒋荣老师. Coi như là cái bộ ấm này là do cái bà Tưởng Dung ấy, năm nay gần 88 tuổi ấy, bà ấy thiết kế này. 那么这上面有一个很好的意思，把它这样侧过来看，它出现了我们中文汉字里面一个人字. Ngược trở lại ở đây trong cái chỗ này có giống chữ nhân, chữ Trung Quốc, chữ người đấy, nhân. OK. 上面呢是一个竹子的造型. Trên này là một đoạn tre. Đây là một con ve sầu, con ve đấy. Nhưng mà cái tư liệu, chú chỉ放在一起，我们讲老师是说，人的一生要懂得知足常乐. Cái như là con ve theo đoạn tre này mới cả cái hình cái chữ này con người đấy. Thế mà ấy cho mình biết đấy, con người mình ấy phải, bởi vì con ve theo con đoạn tre này là hình thành một cái thành ngữ của Trung Quốc là chi túc thường lạc. Ý là biết đủ thì vui, ý là con người mình ấy đừng có tham, phải biết đủ thì vui. À, mình xem nhé, thì cái ấm nhà này cái hình rót nước của nó đặc biệt lắm. Nước của nó là xoắn ra đúng không? Nước của nó phải rót ra có phải xoắn không? Xiang chú chỉ à. Coi như là trong mấy ngàn bộ ấm này chỉ có cái bộ ấm này nước của nó rót là xoắn này. Tại sao bà ấy thiết kế cái nước này xoắn? Bởi vì bà ấy cho mình biết ấy, cái đời người của mình mấy chục năm mấy con đường đi ấy không phải là bằng phẳng đâu. Nó thế nào cũng giống nước thế này, vòng vòng vèo vèo. Thế lúc mình gặp thấy vất vả, lúc gặp thấy va chạm, lúc ấy đừng có tham, phải biết đủ thì mới vui. Và một cái ly này thì cái này là nụ sen. Đúng không? 那么这里面的杯子是用来招待客人。那么还有四个杯子是用来招待客人。Cũng giống mình uống trà ấy, nó cũng chưa có cấp biệt. Và những cái màu xanh này nó cũng có cấp biệt. Có thể nói cái này là cấp đặc biệt đây. Giống cái này là cấp 1, có thể cái kia cấp 2, cấp 3 này nó chia đấy. Và cái này thì có thể mấy năm trước người đào, mấy năm trước đã đào hết rồi. Bởi vì cái chất liệu này là chất sắt mới cả là nguyên tố vi lượng, coi như là rất là nhiều chất khoáng của nó ấy. Và bây giờ rót vào cái ly cho mình coi xem. Bởi vì thì cái chất khoáng của nó nhiều, thành ra nó giữ được cái mặt nước của nó cao hơn những cái ly bình thường. Thế thành ra là được khen là trà thánh của Trung Quốc ấy, mà coi như là trà tốt, còn phải là ấm tốt, tất cả là nước tốt nữa. Trà Long Bình pha và ấm từ xa cộng theo nước suối hồ chảy mới là tuyệt vời nhất. Thì coi như cái ấm trà này, những cái ấm từ xa